Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, hôm nay là chính thức là Trung Thu rồi và chúc mừng mọi người một ngày Tết Trung Thu vui vẻ nha. Yay! Ok, thì hôm nay là Trung Thu nên là Nhi cũng nghĩ là Nhi sẽ làm một cái chủ đề gì đó nó liên quan đến Trung Thu. Và Nhi tính là lát nữa sau khi mà Nhi đăng tải cái video này xong á, thì Nhi sẽ livestream ở trên TikTok và rủ mọi người cùng vào nhà Nhi để mà đón Tết Trung Thu. Không biết là Nhi có kịp làm trước khi cái giờ mọi người đi học buổi chiều không? Tại vì thứ bảy hình như cũng có một số bạn đi học buổi chiều mà đúng không? Thế nên là Nhi sẽ cố gắng hoàn thành cái video này thật là nhanh. Video buổi sáng hôm nay thì Nhi sẽ thông báo cho mọi người một vài cái thông tin về mã code cũng như là về những cái sự kiện Trung Thu mà mọi người có thể lấy quà, cũng như là Nhi sẽ nói nhỏ với mọi người là Nhi sẽ mua cái gói thỏ cọ gì, thỏ tưng 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 gì đó. Cái gói đó là nó được bán từ rất rất là lâu rồi và Nhi cũng có ý định là mua rất là lâu rồi, nhưng mà mọi người biết hồi trước là không có hay nạp game, thành ra là Nhi không có mua. Tới đợt này thì nó lại bán lại lần nữa, nhưng mà ban đầu Nhi cũng nghĩ là Nhi sẽ chưa mua đâu, nhưng mà đầu trùng hợp một cái là nó lại ra trúng dịp Trung Thu đấy. Kiểu như là nhà phát hành game họ sắp xếp được, họ tính toán trước rồi á mọi người, thành ra là đợt này để mà gọi là mặc hóa thân thành Thỏ Ngọc và chơi cùng mọi người trong Tết Trung Thu luôn, thì mình sẽ quyết định là mua gói này nha. Sẵn tiện thì ở trên cái game Play Together nó cũng đang có một cái mã code Trung Thu PTG, thì cái này nó cũng sẽ được giảm 20.000 cho những cái gói từ 40.000 và dành cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán nha. Và trở ngủ luôn và có thể mua được cái bộ thỏ trắng để mà hồi trưa chiều chơi với mọi người trong cái dịp lễ Tết Trung Thu này nha. À, đây là phần thưởng đăng nhập mà Game Play Together mới đăng lên Facebook hôm qua. Dành cho những bạn không xài Facebook thì tuần sau chúng ta có cũng khá là nhiều quà nè. Nào là bì lì xì, à là hôm nay luôn đó, chiều nay có nha mọi người. Hôm nay vừa có hộp kim cương vừa có 3 lì xì. Ngày mai thì sẽ có một cái coupon free. Thứ ba tuần sau thì chúng ta sẽ có thêm một cái hộp kim cương nữa. Và thứ tư tuần sau sẽ có hộp trà xứ thần tiên. Đó là mình thấy mấy quà đó là nổi bật nhất trong tuần sau nha. Ok. Còn trước tiên thì hãy cùng mình làm một vài công việc hàng ngày đã nha. Trong cửa hàng hôm nay thì không có gói gì mới, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ phải mở hộp vịt đúng không mọi người? Đúng rồi. Ok, để xem thử hộp vịt hôm nay ra bao nhiêu viên kim cương ha mọi người. Không có viên nào hết. Tuyệt vời. Một viên mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, không cho viên nào còn thể đỡ hơn cho viên mọi người. Và trời ơi, 10 viên. Ui, trời ơi, mới dỗi hơn game có một xíu mà nó cho tận 10 viên luôn mọi người. Bữa nay giả vờ là dỗi hơn game đi, có khi nó cho ra nhiều kim cương hơn á nhở. À mọi người, thì hôm qua là nhà phát hành game cho bán lại những cái gói như thế này nè mọi người. Gói mà bán bằng tiền thiệt á là có gói hiệp sĩ cáo đỏ nè, gói thỏ cưng tưng mà lát nữa mình sẽ mua nè, gói siêu cà rốt, gói trang phục tim. Còn ngoài ra thì nhà phát hành game cũng cho bán lại hàng loạt cái gói mà bán bằng kim cương, ví dụ là cương thiên hàng năm, mẫu giáo gà con, đồng phục học sinh, em bé đáng yêu hay là siêu xa super light. Thì tất cả những cái gói này, kể cả những gói mà có hai set là set nữ set nam, là mình cũng đều có hết luôn. Nói chung là mình mua sạch sành sanh rồi mọi người à, không thiếu một cái món nào nha. Là ở đây tổng cộng để mình tính cho mọi người xem, một gói 125 kim cương, hai gói này là 200, nữa là 325, thêm hai gói đồng phục học sinh nữa là 110, là 435. Tiếp cái gói em bé đáng yêu 100 kim cương nữa là 535, và thêm hai gói cuối cùng của Superline nữa là 645 mọi người ạ. À, hơn 600 kim cương cho tất cả những cái bộ đồ này á. Trời ơi, tiền của tôi, kim cương của tôi. Đây nè, gói gà con nè, gì gói mẫu giáo chứ. Gói mẫu giáo nha, gói cương thi nè, gói Superline nè. Đây, gói đồng phục học sinh nữa, cả nam cả nữ nha, nói chung là mình có hết. Rồi thêm cái gói em bé này nè, đây, tức là gói nào mình cũng có hết mọi người ạ. Mình là dân chơi hệ sưu tầm áo quần kim cương mà, làm sao mà bỏ qua mấy cái gói đó được. Đấy, thì bạn nào mà đợt này vẫn chưa có mấy cái gói đó thì mua lẹ đi nha, chứ lần sau mình nghĩ nhà phát hành game không có bán lại nữa đâu mọi người ạ. Ok, còn ngày hôm qua thì chúng ta có cái hộp chanh mọng nước, cũng như là hôm nay có cái hộp kim cương. Thì bây giờ mình sẽ test nhân phẩm với cả hộp chanh lẫn hộp kim cương cho mọi người xem ba nít hôm nay nhân phẩm của mình như thế nào nha. Mọi người nghĩ là nó ra bao nhiêu viên kim cương đây? Đón xem. Trời ơi, ra 15 viên kim cương luôn. Wow, hôm nay nó chính đỉnh quá vậy.
Hôm nay nó chính hơi bị đỉnh nha mọi người. 15 viên kim cương là phải gọi là thuộc hàng top đấy. 15, 30, 77 rồi đó. À ok, hôm nay nó chính rất là ok. Vậy thì còn hai nít phụ thì sao? Cùng đi thôi. Ok, nhưng tại mới trong làng mở hộp đây để xem thử là hôm nay ra đá quý bao nhiêu viên kim cương nha, Nick Sunny. Ok, cùng mở thôi nào. Để xem 15 hay 30 hay 77 đây. Oh wow, 5 viên. Thấp nhất luôn á, 5 viên, ủa. Không, cuộc đời cũng phải có lên voi xuống chó chứ đúng không mọi người. Ok, để xem thử Nick Sunny Chan thì sao. Chà, tự nhiên hôm nay cái trọng trách nặng ngang á, Sunny Chan ha. Ok, để xem cái nick thường xuyên hơn của tôi nó sẽ ra bao nhiêu viên kim cương. Ồ, 13 viên. 13 viên cũng tạm được đi, tại cái nick chính nó ra 15 luôn á. Ui, hôm nay nhân phẩm nick chính là cao nhất nha. Vậy thì còn hộp chanh thì sao? Test luôn nha. Vì hộp chanh là hộp ngày hôm qua và mình sợ hết thời gian á, thành ra mình đã mở từ hôm qua rồi, nên là hôm nay mình mới đưa cho mọi người xem nha. Ok, để xem thử nick chính hộp chanh nó ra cái món gì nha. Bữa trước á, cái vật hiếm nhất của hộp chanh này nó từng ra là cái mặt chua quá. Và lần này nó ra cái ghế. Không nhớ là cái ghế là bao nhiêu, thứ tự bao nhiêu, nhưng mà mình nhớ nó cũng không phải món tiền nhất đâu nha. Món tiền nhất là cái gì nhờ? Mình thì chả nhớ món tiền nhất đâu, mà mình chỉ nhớ là mấy cái món hiếm, ví dụ như là ba lô chanh là mình chưa có nè. Trời, còn cái áo bomber thì cái nick này nó có từng có rồi. Tuần trước nó ra cái áo bomber rồi, nên là tuần này nó chỉ ra được một cái cây chanh thôi. Còn nick Sunny Chan thì sao? Nếu mà xét về mặt bằng chung thì mình vẫn thấy là nick Sunny Chan này nó có khả năng ra những cái món cao mà không cao quá, kiểu cao đều thôi, nhưng mà thường xuyên ra hơn mấy cái nick kia mọi người. Và hộp chanh mỏng nước hôm nay, ui, nó ra cái ghế lười. Hình như cái ghế lười này nó cũng thuộc dạng cao cao chứ không có phải tiền đâu nha mọi người. Đấy, cái nhân phẩm đó Sunny Chan không bao giờ làm Nhi thất vọng. Ok, bỏ qua những cái sự nhân phẩm để mà bóc hộp hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề chính nha. Và trước khi mà chúng ta mua cái gói thỏ trắng và lát nữa sẽ đón trung thu cùng mọi người thì và có thêm hai cái điểm sự kiện nữa. Đầu tiên là trên fanpage có một cái cuộc thi là hỏi xoay đáp xoay, thì cái cuộc thi này cũng được tổ chức ra trong cái dịp lễ trung thu để mà mọi người có thể nhận được những cái phần quà như là 7.000 tiền sao hay là hộp ít. Thì cái form trả lời này nó sẽ có 5 câu hỏi nha. Câu hỏi thì nó cũng đọc vào thì hơi khó đúng không, nhưng mà nó có hết đáp án ở trên mạng thì mọi người có thể lên mạng để kiếm thông tin nha. Đây, thì bây giờ mình sẽ làm cái form này cùng mọi người luôn ha. Ok, sau khi mà hoàn thành cái câu hỏi thì mọi người chỉ cần nộp bài cho nhà phát hành game, sau đó thì đợi tới những cái thời gian sắp tới. Qua ngày 12 tháng 9 thì chúng ta sẽ nhận được cái phần quà này nha. Ok. Ngoài ra thì ở trên fanpage mình thấy nó cũng đang rất là nổi cái cuộc thi làm lồng đèn á. Mình thì không có hoa tay mọi người à, nên là cái cuộc thi đợt này mình không có tham gia được. Nhưng mà mình thấy có rất rất là nhiều bạn tham gia và mấy bạn làm rất là đẹp luôn á. Mình sẽ cho mọi người xem một vài cái tấm hình mà cái lồng đèn mà mấy bạn tự tay làm nha. Thật sự là mình thấy mấy bạn rất là khéo tay luôn á mọi người. Với một người không có hoa tay như mình thì mình rất là nể luôn á. Cái phần thưởng của cái cuộc thi này nó cũng khá lớn rồi, nhưng là nó cũng hết thời gian tham gia rồi thì phải. Nhưng mà mình phải chúc mừng mấy bạn này nha, làm quá xuất sắc luôn. Đây cũng là một cái sự kiện rất là ý nghĩa trong cái dịp trung thu này ở Game Play Together ha. Còn bây giờ thì hãy cùng mình unboxing cái bộ thỏ nha. Ok, cùng mặc nó nha. Nhận nào. Thì gói thỏ cưng tưng tưng hả. Được tặng 15 cái đá quý nè mọi người. Cái đầu thỏ nè, một thỏ cân, tai thỏ vĩnh lên thật là dễ thương. Tiếp theo là cái thân, mình thích nhất là cái phần thân này luôn á. Mấy cái phần thân như thế này với là mấy cái phần thân mà ở trong cái hộp sập rạp xiết á mọi người. Đó, mấy cái phần thân này đáng yêu cực. Thêm đôi giày thỏ nữa. Cảm giác như muốn nhảy thật cao. Trời ơi, đáng yêu quái thỏ trắng mút luôn. Nhưng mà đối với bộ đồ này thì mình luôn thấy là nếu mà mang với cái thân hình nhỏ thì nó luôn là dễ thương nhất. Cái mũ nữa. Đáng yêu xỉu chứ mọi người, trời ơi. Và tất nhiên để mà chơi Tết Trung Thu với mọi người thì mình phải có lồng đèn chứ. Và thật ra từ cái lúc mà Game cập nhật tới giờ mình vẫn chưa mua cái lồng đèn nào hết mọi người à. Thế nên là bây giờ mình sẽ ra ngoài khu Plaza và bỏ một chiếc lồng đèn cho mình nha.
Ok, đây là chị bé Mai. Bây giờ mình sẽ gặp chị bé Mai này và mua lồng đèn nha. Thì chị bé Mai này có hai cái lồng đèn, mình cũng biết trước là hai cái lồng đèn này mua bằng kim cương rồi mọi người ạ. Nhưng mà mình cũng không, ban đầu mình cũng không tin là nó lại bán hơi nhiều kim cương như vậy. Ok, mình sẽ để cái đèn lồng ngôi sao lát mua cùng mọi người. Bây giờ mình sẽ mua cái đèn lồng giấy thỏ trước nha. Trời ơi, trông giống hai chị em sinh đôi không mọi người? Cái đèn của mình cũng là đèn thỏ mà mình cũng là con thỏ nè. Ôi, thương quá, trời ơi. Ok, vậy thì sau khi mà mình làm cái video này xong, mình hoàn thành nó và mình up lên trên cái YouTube của mình á, thì nửa tiếng sau đó thì mình sẽ livestream ở trên kênh TikTok Song Nhi Trang và đón mọi người vào chơi trung thu cùng mình nha. Ok, và đặc biệt là mình sẽ ưu tiên cả những cái bạn mà có những cái bộ đồ lân, thế nên là mọi người nhớ mang theo nha. Ok, hẹn gặp lát nữa gặp lại mọi người nha. Video này sẽ được đăng tải vào ngày 10 tháng 9. Thành ra nếu như các bạn về xem video này ngày sau á, thì lưu ý là không có livestream nào đâu nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like. Đừng quên nha mọi người, nhớ bấm like đó. Và đừng quên bấm nút đăng ký để xem bao nhiêu sản xí gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara.